Đó, là nó chín cây. Nếu mà cầm lên thả xuống là nó không nứt được chín cây. Cái này ba cầm lên thả xuống nè, bảo đảm không sượng luôn á. Quảng cáo đi rồi ta mua người ta không ngon ta bắt đền. Lấy bịch này ra đó. Anh lấy cái bịch ra. Thơm quá, thơm nước mũi luôn. Trời ơi, nó thơm nồng nọc luôn á. Thơm cực kỳ thơm. Đào cho em miếng rồi. Ủa sao cái này muối nhỏ xíu vậy? Muối nhỏ xíu nhỏ. Ngon á. Chất lượng. Ngon tuyệt vời. Lấy cái hộp nấu đâu không vậy? Hộp xẹp. Ngon thật á. Cầm mà quăng nó mà nó ngã xuống mà nó nứt á là nó chín cây. Mẹ quăng xuống mà nó không nứt, một là sượng, hai là trái đó không phải chín cây. Hộp nè. Xẹp lép luôn. Đã không? Vậy là lỗ rồi, không được ăn hộp rồi. Em chưa có ăn cơm á. Ngon ha. Ngon quá. Chất lượng ha. Không có hai lép nữa. Lép tiếp. Hồi nãy giờ được mấy muối rồi ba? Hộp thứ ba. Được lép luôn. Xẹp không? Mày nấu soi không anh? Mày nấu soi sầu riêng ăn không? Không ăn cái đâu, để em ăn cơm chứ ăn cơm mà. Không ăn nữa không? Ăn ba nữa. Lép. Lép đã ha.